Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Thoại đây. Như mọi người đã biết là hôm qua mình có nói về cái việc là hướng dẫn làm Rayship.io customize được hình ảnh các thứ. Nhưng mà hiện tại thì đang là 4:30 sáng cho nên là mình sẽ không nói chuyện to được đâu nha. Cho nên là mình sẽ vẫn giữ cái giọng này đấy. Thì trước tiên thì mọi người cần có một cái tài khoản là gọi là rayship.io. ok, bạn bấm vô register đây này. Đấy. Rồi sau khi chúng ta tạo được cái tài khoản của rayship rồi đấy thì chúng ta sẽ vào phần trong edit setting nhé, bấm vào. Đây sẽ là một cái phần quan trọng nhất của các bạn này. Ở trong cái profile này thì mọi người sẽ thấy có nhiều mục, nhưng mà mọi người nhớ cho mình đó chính là cái mục ID này nè. Thì ở trong profile này nó sẽ có username Rayship của chúng ta nè. Đấy, friend ID nè, thì mọi người sẽ dùng một cái tài khoản. Hiện tại là đây là mình là một dùng một cái tài khoản phụ thôi, chứ không phải là một cái tài khoản chính của mình đâu nha. Thì chúng ta vào menu Friend and Following, chúng ta bấm vô User Search nè, và chúng ta thấy được cái ID do User ID ở đây nha. Bấm Copy, và hiện tại là mình đang chơi ở server NA nên là và chúng ta sẽ không được dùng dấu phẩy nha. 441 rồi. Rồi đấy, thì cái custom URL này là chỉ có những người mà gọi là donate cho cái trang Rayship này thì nó mới có cái này thôi. Nên là bấm save trước nha. Rồi thì nó sẽ hiện ra một cái dòng đó chính là yêu cầu xác minh, đúng không? Thì mọi người thấy cái dòng 8 ký tự dưới đây không? Đây 8 ký tự này nè. Mọi người copy, mình cho C copy. Các bạn mở gia lập hồi nãy lên, bạn vào menu terminal này, mọi người vào edit cái thông tin, người vào edit cái thông tin của cái message này, đúng không? Bấm dập. Đấy, mọi người copy paste vô đây, bấm ok. Và sau khi mà chúng ta bấm ok rồi đấy thì mọi người bấm vô chữ retry này giúp mình lại nha, cái bên cái dấu x này, đây. Rồi, bấm vô chữ retry này đó. Retry, ok. Thì hệ thống nó sẽ xác minh lại cái của chúng ta nó có đúng chưa. Thì sau khi mà chúng ta làm đúng thì nó sẽ để là verify này, và đã xác minh rồi đấy, ok. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vào một cái phần là My List đây nè. Mọi người thấy My List đây không? Bấm vào. Thì hiện tại là mình đã có link với cái app NA rồi. Đấy, bấm vào đây. Nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ là mình sẽ cần đổi account đấy. Ok, các bạn chờ mình xíu nhé. Và đây là hình ảnh mà ad chính của mình, Rayship chính của mình đây. Thì mọi người có thấy đó chính là ở mấy cái dấu mà servant đấy. Nó có một dấu mũi tên hướng lên ở chỗ những servant như Morgan cái thứ này. Thì những servant này, đây, những servant mà không có nút dấu x ở dưới đây này, thì những servant này là những servant original nhé, là chưa có được mà gọi là customize, hoặc là gọi là nói chung là custom đó, chưa được custom đó. Thì mấy bạn mà muốn custom ấy, thì các bạn phải có đó chính là một cái hình ảnh khác. Ví dụ là bây giờ mà mình muốn thay đổi của ảnh của Kukulkan đi, số không đúng không? Đây, đấy, mọi người có thể zoom out ra rồi chỉnh lại cái thứ nha. Và sau khi chúng ta hoàn thành xong á, chúng ta bấm save và upload. Chờ một vài tí thôi, một tí thôi là xong. Đấy, nhưng mà do cái tỷ lệ của cái ảnh hồi nãy đấy, ảnh này nè, đấy.
khá là to, cho nên đó, mọi người tìm mấy cái ảnh dọc theo kiểu tỷ lệ 9:16 sẽ được thôi nhé. Rồi mình xin confirm lại mấy bạn một tí, đó chính là nếu account FGO của bạn trên level 125 hay 135 gì đấy, mình không nhớ, thì các bạn mới customize được hình ảnh servant y như ở dưới đây nè, thấy không? Còn nếu mà ad của bạn chưa đến mốc 125 hay là 135 gì đấy thì các bạn sẽ không customize được đâu nha, giống như là hiện trạng ở ad này nè. Đấy, thì đang ở level 115 cho nên là mình không customize được. Còn ad chính của mình hiện tại đang là level 148 nha, cho nên là mình đã customize được rồi nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một xin một like, một share, một subscribe nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye bye.